Để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2022, câu lạc bộ Hà Nội đã ký hợp đồng với hai cầu thủ ngoại là Juno Zek và Joseph Ivancic. Sắp tới, họ sẽ chiêu mộ thêm một cầu thủ nữa để hoàn tất bộ ba ngoại binh của mình. Theo một số nguồn tin, tân binh của Hà Nội FC sẽ là cầu thủ người Hà Lan Thomas Verheid. Anh hiện đang khoác áo câu lạc bộ Ado Den Haag ở giải hạng nhất Hà Lan. Verheid sắp bước sang tuổi 30, cao 1m92, thi đấu sở trường ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, nhưng khi cần thì cũng có thể đá ở vị trí tiền đạo lùi. Trong sự nghiệp của mình, Verheid chủ yếu thi đấu tại Hà Lan và chỉ có một mùa giải thi đấu tại Anh trong màu áo của câu lạc bộ Crawley Town. Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2012 đến nay, anh đã ghi 118 bàn sau 278 trận chính thức. Còn ở mùa giải năm nay, Verheid đang có 17 bàn thắng sau 20 trận, nằm trong top 3 vua phá lưới của giải hạng nhất Hà Lan. Một điều đáng chú ý là theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Thomas Verheid vẫn còn hợp đồng với Ado Den Haag đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Vì vậy, nếu chiêu mộ cầu thủ này, Hà Nội FC chắc chắn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua phần hợp đồng 2 năm rưỡi còn lại của Verheid. Nhưng đắt thì sắt ra miếng, Hà Nội FC sẽ rất mạnh khi họ sở hữu Thomas Verheid trên hàng công.